Xin chào mọi người đang theo dõi livestream trực tiếp của thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại thì là chúng tôi đang ở trong khu vực khám sau phẫu thuật, là tái khám cho những cái khách hàng mà đã từng thực hiện phẫu thuật tại thẩm mỹ Dr. D rồi và quay lại để kiểm tra. Thì ngay bây giờ đây sẽ giới thiệu tới các bạn một khách hàng của chúng tôi. Bạn gái này thì bạn ấy thực hiện dịch vụ là nâng ngực và sử dụng túi nano chip Ergonomic của hãng Motiva và size là size 320. Thì trước khi mà chúng ta trò chuyện với cả bạn khách hàng nhé, thì tôi sẽ cho mọi người xem một chút về cái chất liệu mà bạn gái này đã sử dụng nhé. Đây, mọi người có thể nhìn xuống đây. Đây chính là cái chất liệu mà bạn gái sử dụng, túi nano chip Ergonomic. Có con chip nhỏ ở phía bên trong đây, mọi người nhìn này. Đó, cái con chip này này thì nó chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi. Đấy là nó lưu giữ khoảng 15 dữ liệu thông tin của cái chất liệu này. Ví dụ như là size bao nhiêu này, ngày sản xuất, hạn sử dụng này, độ rộng, độ nhô của túi này là như thế nào, mã của cái túi này ra làm sao, để làm gì, để sau này ấy, chúng ta dễ dàng kiểm tra được cái chất liệu này. Kể cả là chúng ta đi bất cứ đâu trên thế giới thì chúng ta chỉ cần dùng một dụng cụ nhỏ cầm tay của hãng Motiva thôi, chúng ta để ở trước ngực là chúng ta có thể check được mọi thông tin của cái túi chất liệu này đó. Còn cái con chip này nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của túi hay là ảnh hưởng gì đến sức khỏe của khách hàng cả nhá. Nó sẽ nằm gọn ở trong cái túi như thế này. Đây mọi người nhìn này, nó sẽ nằm ở trong cái túi này. Đấy. Và cái túi nano chip Ergonomic này nó được cấu tạo, cái vỏ của nó là 7 lớp. Bình thường ấy, các cái túi khác nó chỉ có cấu tạo khoảng 5 lớp thôi. Nhưng mà riêng cái túi này này, nó có cái độ bám dính cực kỳ chắc. Cái bề mặt của nó hơi gợn tay một chút, hơi nhám một chút. Chính vì vậy là khi mà đặt vào trong ngực ấy, nó sẽ cố định được cái chất liệu này, nó tránh cái tình trạng bị xê dịch bên phải và bên trái đó. Nên cái túi này ấy, nó định hình ngực rất là tốt. Và ngoài ra thì cái túi nano chip Ergonomic này nó có thể thay đổi hình dạng của nó một cách linh hoạt, mà hiện nay là không có một cái túi nào làm được điều đấy. Khi mà chúng ta cầm ở vị trí đứng như thế này, từ trên xuống dưới như thế này, cũng như là khi mà chúng ta đứng hoặc chúng ta ngồi ấy, thì cái túi nó sẽ là hình giọt nước. Nhưng mà khi mà các bạn nằm xuống, nằm ngửa ra thì cái túi này nó sẽ là hình tròn. Đây mọi người nhìn này, nó rất là tròn, tròn xoe luôn. Và nó giúp cho ngực của mình có độ đẩy rất là sexy đó. Nhưng mà đứng thì lại rất là mềm, rất là tự nhiên, rất là thật ngực. Đấy, rất là thoát dáng ngực luôn. Đó. Chính vì vậy là phải đến 90% các chị em mà đến với cả Dr. D để nâng ngực thì đều thích và chọn cái túi này, kết hợp keo dán sinh học Dermabond để làm mờ sẹo, xóa sẹo đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bạn khách hàng của chúng tôi nhé. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân là mình đến từ đâu ạ? Em đến từ Nghệ An ạ. Có nghĩa bạn có làm việc ở Hà Nội không hay là... Không ạ, em... Thực ra em biết đến bác sĩ Điền là do bạn giới thiệu. Thế là mình từ Nghệ An mình đến thẳng thẩm mỹ Dr. D để mình nâng ngực luôn. Vâng. Bạn của bạn thì chắc là bạn ấy cũng đã thực hiện dịch vụ ở đây rồi đúng không? Em có mấy bạn thực hiện ở đây rồi. Và mình thấy kết quả rất là ưng. Thấy ưng ý thì em mới đến đây để làm. Thế trước khi mà đến thẩm mỹ Dr. D thì bạn đã đến các cái cơ sở khác để mình tư vấn bác sĩ, mình tìm hiểu về dịch vụ chưa? Em không đi đến cơ sở khác mà em đến thẳng bác sĩ Điền luôn. Và tư vấn xong thì em làm luôn. Có nghĩa trong một ngày thôi đúng không? Vâng. Mình đến tư vấn là mình thực hiện luôn trong ngày hôm đấy. Thế trước khi mà đến thì mình có gọi điện mình đặt lịch trước không bạn? Em có đặt lịch trước. Tại vì tại thẩm mỹ Dr. D thì chúng tôi cũng hơi đông một chút mọi người ạ. Thế nên là nếu như mà chúng ta đến để chúng ta kể cả là thăm khám thôi nhá, chứ không cần phải là mình thực hiện dịch vụ, thì mình nên đặt lịch trước để mình qua là mình gặp bác sĩ luôn, mình được thăm khám luôn, không cần phải chờ đợi. Cũng như là nếu mà chúng ta có ý định thực hiện trong ngày hôm đấy nhá, thì chúng ta đặt lịch thì là sẽ các bạn nhân viên sẽ sắp xếp để chúng ta có được kiểm tra sức khỏe này, và sẽ được thực hiện luôn trong ngày để chúng ta đỡ mất công để đi đi về về. Nhất là những cái khách hàng ở xa ấy, thì tránh cái trường hợp là chúng ta phải đi đi về về, nó vừa mất công, mất thời gian, mất sức nữa. Đấy, thì khi mà đến thẩm mỹ Dr. D thì bạn được bác sĩ tư vấn như thế nào? Khi em đến đây thì bác sĩ có tư vấn cho em dùng cái túi nano chip của mình. Thì sau khi nâng thì em cảm thấy khá là hài lòng. Nó rất là mềm và mềm rất là nhanh nữa. Em chỉ mới nâng được 1
một tháng hơn mấy ngày thôi ạ, nhưng mà em cảm thấy nó rất là mềm tự nhiên rồi. Khi mà mình thực hiện nâng ngực thì là mình sẽ không đau rồi, bởi vì là mình đã được gây mê rồi. Nhưng mà sau khi mà mình thực hiện nâng ngực ấy, mình chuyển xuống khu vực hậu phẫu thì bạn cảm thấy như thế nào, sức khỏe như thế nào? Em thấy chỉ như mọi người bảo là kiểu nâng nâng xong thì cảm giác như kiểu chết đi sống lại, nhưng em thấy khá là bình thường, nó nhẹ nhàng hơn cả lần đầu em nâng mũi luôn. Tại vì cả mấy ngày đầu em không cần ai phải nâng đỡ, em chỉ có kiểu như là mình làm xong hai ngày đầu thì có cái giường ở trên này mình lên xuống ấy, kiểu tự động nó lên xuống thì em cũng không cần phải nhờ đến bạn bè nhiều, em chỉ đứng tự lên xuống và tự vệ sinh được. Mình có người nhà đi chăm sóc khi mà mình nằm ở bệnh viện? Em có người nhà, nhưng mà thực ra người nhà cũng chỉ đến chơi thôi, cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều. Vì tại thẩm mỹ Dr. D thì chúng tôi luôn là khuyến cáo khách hàng, luôn mong muốn khách hàng là khi mà mình đi thực hiện nâng ngực ý, thì mình nên có người nhà đi cùng. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là có thể hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta cần một cái gì đấy mà các bác sĩ cũng như là y tá điều dưỡng lại không tiện để làm cái việc đấy, ví dụ lấy đồ các thứ của khách hàng nhá. Đấy thì chúng ta có thể nhờ trực tiếp người nhà của chúng ta cầm đồ hoặc là giữ đồ hoặc là lấy cho chúng ta. Còn ngoài ra là cái việc chăm sóc ăn uống này, vệ sinh này, ngủ nghỉ này tại thẩm mỹ Dr. D, tại bệnh viện thì là đã có các bạn y tá này, các bạn điều dưỡng thực hiện hết rồi, chăm sóc khách hàng hết rồi, thì người nhà chúng ta đi cùng là chỉ là một gọi là một nguồn động viên tinh thần thôi, để cho giúp cho chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn và có người trò chuyện để chúng ta đỡ buồn đấy. Thì khi mà nằm ở tại khu vực hậu phẫu thì bạn có thoải mái không? Có thấy không gian thoải mái rồi là gặp gỡ trò chuyện với các khách hàng khác ấy, các chị em khác? Tại vì cái hôm em đến thì em ở một mình ấy, em ở một mình một phòng nên là cũng thoải mái. Thế các chị chăm sóc khá là nhiệt tình, cũng hài lòng với tất cả dịch vụ bên này. Vâng, cảm ơn bạn. Tại thẩm mỹ Dr. D thì có một phòng chung, có những cái phòng chung ấy, thì để cho các chị em nằm chung, những cái chị em nào mà thích nằm chung để có thể tám chuyện với nhau này, thì có thể nằm cái phòng 5 người, phòng 10 người. Nhưng mà có những chị em thì mình lại muốn không gian riêng tư một chút, thì các chị em có thể nằm phòng riêng, mình đặt phòng riêng để mình nằm. Đấy. Thì sau khi mà nâng ngực tại thẩm mỹ Dr. D thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình có thể trở lại với cả công việc, mình đi làm bình thường, sinh hoạt bình thường được ạ bạn? Em thì chỉ sau một tuần thôi ạ. Sau một tuần đấy thì em có thể tự đứng dậy và sinh hoạt mọi thứ và cũng đi làm được bình thường. Chỉ là không làm nặng quá thôi, còn những cái kiểu như là sinh hoạt bình thường thì em vẫn làm được. Còn một vấn đề nữa. Đấy là cái câu, có hai vấn đề thường là các chị em rất là quan tâm. Thứ nhất là có đau không? Thì vừa rồi chúng ta đã giải đáp rồi là cũng không hề đau, còn nhẹ nhàng hơn là nâng mũi đúng không? Đấy, còn cái vấn đề thứ hai nữa là chị em quan tâm, đấy là cái đường sẹo sau khi phẫu thuật thì nó như thế nào? Đấy, đối với cả bản thân bạn thì sau khi mà phẫu thuật thì mình sử dụng keo dán sinh học Dermabond đúng không? Đấy, thì cái đường sẹo của mình như thế nào? Có mờ không? Cái đường sẹo thì mình mới làm xong thì nó cũng hơi cảm giác nó hơi lồi, nhưng mà sau đến khi nó kiểu giảm đau rồi ấy, nó bắt đầu giảm nhẹ đi thì nó lành, nó bé lại một chút và nó giảm thâm đi rồi. Đúng rồi. Cái vấn đề về sẹo nhá mọi người nhá, thì nó lại liên quan đến rất là nhiều các yếu tố khác nhau, nhưng mà chủ yếu thì phải nói đến cái làn da, đến cái cơ địa của khách hàng. Có những khách hàng gặp phải cái tình trạng cơ địa sẹo lồi, và có những khách hàng thì lại cơ địa sẹo thâm. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị thương xong ấy, thì là bao giờ nó cũng, cái sẹo nó để lại nó bị thâm hoặc nó bị lồi. Thì mọi người yên tâm là những cái vấn đề về sẹo như vậy thì tại thẩm mỹ Dr. D chúng tôi đều có thể xử lý được. Bởi vì là tại Dr. D thì chúng tôi ngoài phẫu thuật da thì chúng tôi có khoa da công nghệ cao, và ở bên khoa da thì sẽ có các bác sĩ da liễu. Thì mình gặp vấn đề sẹo như thế nào thì mình chuyển sang khoa da, thì bác sĩ sẽ kiểm tra này, sẽ tư vấn này và sẽ lên cái phác đồ để điều trị làm thế nào mà nhanh nhất và hiệu quả nhất cho khách hàng. Đấy. Thì nếu như mà sau buổi hôm nay mà mình vẫn cảm thấy là sẹo của mình nó chưa mờ hẳn hoặc là có vấn đề gì thì bạn có thể sang khoa da để mình được thăm khám. Còn nếu mà nó đã mờ rồi ấy, mà mình xác định là chỉ khoảng 3 đến 6 tháng thì sẽ gần như là không nhìn thấy cái đường sẹo nữa. Thì mình cứ tự tin mình về nhà thôi, và mình sử dụng cái kem sẹo,
như là hướng dẫn của các bác sĩ của thẩm mỹ Dr. D thôi. Đấy. Thì bây giờ là được hơn một tháng rồi, thì bạn cảm thấy ngực của mình nó đã mềm chưa và đã ưng hoàn toàn với cái dáng ngực chưa? Em thấy hài lòng với dáng ngực hiện tại của em, tại vì em không nghĩ là nó mềm nhanh như thế. Em nghĩ là phải 2 tháng, 3 tháng gì đấy, nhưng mà bây giờ em ngồi như thế này thì sờ ngực rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên luôn. Và bây giờ là mới hơn một tháng thôi nên là chắc mình vẫn sẽ có cảm giác là mình còn đặt túi. Nhưng mà rất là nhiều khách hàng chỉ sau 1 năm thôi, sau khoảng 9 tháng đến 1 năm thôi là còn không có cảm giác là có túi ở bên trong nữa. Bởi vì ngực lúc này nó đã mềm lắm rồi. Nó đã rất là thật và rất là tự nhiên rồi. Đấy. Thì không biết là mọi người xung quanh ấy có đánh giá hoặc có hỏi han gì mình về cái vòng ngực của mình sau khi mà mình nâng không bạn? À, có. Bạn em nó khen bảo là nâng ngực lên thì nó mặc quần áo các thứ nhìn nó sexy hơn, nhìn nó quyến rũ hơn. Và em cũng từ khi sau nâng ngực thì em cảm thấy tự tin về bản thân hơn. Có cô bạn nào của mình hỏi địa chỉ mình nâng ngực ở đâu để dạ có làm không bạn? Dạ có, cũng khá là nhiều người hỏi đấy. Đó. Còn một vấn đề nhỏ nữa thôi. Cái vấn đề này các chị em cũng khá là quan tâm sau cái vấn đề đau và vấn đề sẹo. Đấy là về cái vấn đề chi phí. Thì theo bạn cái chi phí thực hiện nâng ngực và trong cái chi phí đấy thì nó đã gói chọn cái việc là 3 ngày mình nằm lại bệnh viện để được theo dõi và chăm sóc rồi, thì bạn cảm thấy cái mức chi phí đấy nó có phù hợp hay không? Em cảm thấy phù hợp với cái dịch vụ em sử dụng. Thì nhưng người ta bảo là tiền nào thì của nấy đúng không? Em thấy nó hợp lý. Vâng. Bản thân của bạn khách hàng thì thấy hợp lý. Còn với những chị em nào mà đang theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D thì mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Có thể đi tư vấn tham khảo nhiều bác sĩ khác nhau, nhiều cơ sở khác nhau để mình lựa chọn một địa chỉ uy tín, lựa chọn bác sĩ mà mình tin tưởng nhất để mình thực hiện dịch vụ. Đó. Thì bây giờ mời mọi người chúng ta sẽ cùng gần lại bạn khách hàng một chút để có thể theo dõi được toàn bộ cái vòng một của bạn ấy nhá. Và chúng tôi sẽ xin phép khách hàng là sẽ mặc áo như thế này thôi. Và chúng ta sẽ quay ở các góc độ khác nhau, cũng như là bạn có thể là sẽ hơi chạm nhẹ vào vòng ngực của mình để mọi người nhìn được, cũng có thể cảm nhận được cái độ mềm mại của ngực nhá.